Hãy là Són, Chào mừng các bạn đến với series hoàn toàn mới Đó là tổng ôn 1.500 từ vựng thường dùng Tại sao bọn mình làm series này có hai lý do Lý do thứ nhất bởi vì là có một vài bạn bảo là Thầy ơi, dạo này ChatGPT hay ra về những cái chủ đề Nó hay áp dụng trong đời sống Và bọn em nhiều khi bọn em chưa học hoặc là bọn em học rồi nhưng bọn em quên Vậy bọn em phải ôn lại ở đâu Lý do thứ hai là có những bạn hỏi mình là Bây giờ bọn em ở Nhật Nhiều khi bọn em không biết từ và bọn em gặp rất nhiều khó khăn và nhiều khi bọn em muốn giỏi cai ba nhưng mà bọn em thiếu cái móng của nó cái gốc của nó là những cái từ vựng bọn em phải tổng ôn bọn em phải ôn lại ở đâu vì những cái lý do đó cho nên bọn mình quyết định làm cái series tổng ôn một nghìn từ vựng này và cái level của những cái từ vựng này nó nằm ở tầm khoảng n 4 đến n 2 và bọn mình đã chia ra từng chủ đề một mỗi một video mà là một chủ đề y chào các bạn dễ ôn tập và chủ đề trong video đầu tiên lần này đó là chủ đề về các thủ tục các cái dịch vụ nhé đây đầu tiên ở trang đầu tiên nó sẽ là các bạn nhìn thấy đây là gì ạ yakusho yakusho okay. một cái sở thị chính tòa thị chính một cái ủy ban một cái nơi mà chúng để chúng ta làm những thủ tục nhé chủ đề về thủ tục mà thủ tục hành chính đó đây chúng ta nhìn một vài từ đầu tiên nào chúng ta để ý này tại sao đây có những cái từ mà nó xám xám mà có những từ mà nền nó lại trắng trắng những từ xám xám thường là những từ chúng ta đã học rồi hay nói cái khác là những từ mà nó nằm ở cái trình độ thấp thấp tầm khoảng n 4 hoặc là dễ dễ của n 3 còn những từ trắng trắng thì nó tầm khoảng từ n 3 trở lên đó Tức các bạn đơn giản là từ càng đen thì càng dễ gặp và dễ Còn những từ càng trắng thì nó càng hơi khó một tí Tuy nhiên đều, tất cả những từ này đều là những từ hay dùng Đó, cho nên bọn mình đều đưa hết vào Nào, đầu tiên này Gyo-se gyo, -se. gyo -se là hành chính Đây những cái cơ quan đúng không? Nhìn lướt qua thì thấy được nào tai Là đại sứ quán Kikan là cơ quan này kô là công Không thể là, không hay rồi Công cộng lắm, là công phân với các tư đúng không? Cô kêu đang tài những cái đoàn thể công không phải là đoàn thể của tư nhân. Nếu cục can đi kiểu cục xuất nhập cảnh, liêu cảng lãnh sự quán, gai mưu gai là bộ ngoại giao đúng rồi. Đây có trồ đúng không? Các chỗ trồ 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 này là chỉ một cái sở nào đó đúng không? Kê sở công an sở cảnh sát. Tô trồ là gì ạ? Tô trồ là cái ủy ban của thủ đô Tokyo Ủy ban thành phố của thủ đô Tokyo nhá. Những cái liên quan đến Tô này, này chỉ của Tokyo Còn Kê này chỉ những cái tỉnh Ủy ban tỉnh Kên chỗ Những cái Sô này hơi khác một tí Nhiều bạn ơ em tưởng cái chữ này nó là cái tỉnh mà Đúng thật cái Sô này nó là tỉnh Nhưng cái tỉnh này chỉ dùng trong trường hợp Nói về những cái tỉnh của Trung Quốc hoặc Việt Nam mà thôi Chính là những cái <laughs> Hà Nam sổ, Ninh Bình sổ, Thái Bình sổ Những tỉnh tỉnh của Việt, Việt Nam hoặc là Trung Quốc người ta dùng cái sổ này Nhưng trong tiếng Nhật cái sổ này nó là, là, các bộ Cái bộ mà chúng ta hay nghe nhất là môn bưu ca Bộ uh, giáo dục và ngoại và, và khoa học đấy đúng không ạ? Bộ văn hóa giáo dục khoa học đấy Môn bưu ca các cái bộ của nó Thì nó là dùng chữ này Và sổ Chô này nói chung tất cả các bộ, các ban ngành trong hệ thống hành chính của Nhật Sổ Chô nói chung đó, không phải là cái chỗ của cái tỉnh đâu nhá Shiakso là cái tòa thị chính của cái thành phố nào đó Kuyakso là sở thị chính của cái quận nào đó Các bạn nào ở Tokyo hay là ở Osaka đúng không? Thì nó có các quận Cự, nó có cư đúng không? Tiếp theo bên này Đó, chúng ta có Yakuba Yakuba và Yakso là hai từ đồng nghĩa các bạn nhớ nhá Yakuba và Yakso đồng nghĩa Nó đều là cái tòa thị chính mà thôi Nhưng mà ở những cái địa phương nhỏ nhỏ thì người ta hay dùng yakuba nhiều hơn. Shokuin là người nhân viên. Yakuin là gì ạ? Thường là người nhân viên của của những cái nơi này. Đúng không? Yaku mà. Của những cái tòa thị chính. Hay nói cách khác, họ là những công chức, công chức viên chức. Hai từ này là hai từ gần nghĩa đồng nghĩa này. Yakuin và Komin. Komin rất là quen rồi đúng không? Đó. Tiếp theo này. Có những từ như sau, những từ này quen đúng không? Khi mà chúng ta làm thủ tục về visa, visa đây thị thực passport passport đúng không hộ chiếu địa chỉ đúng không hà nội tôi là người đang sống ở hà nội đấy các bạn thấy cái profile trên facebook ấy, các bạn đổi sang tiếng nhật thì nó sống ở đâu này nó dùng cái từ này này đó tiếp theo về tiền nhưng mà tiền ở trong hành chính nó sẽ là thuế đúng không ạ dê kinh tiền thuế đấy men dê là miễn thuế Zemusho là cái sở thuế Kaze là gì ạ? Thu thuế Ngược lại Phải Thu thuế đúng không? Phải có người nộp thuế Nộp thuế sẽ là gì ạ? Noze Né. Đó Thì cái từ nô no này này Nó là cái từ osameru Osameru là nộp no. Ngoài ra người ta dùng harao này Nhưng mà từ harao này nó không nó nó không trang trọng lắm Thường người ta dùng nộp thuế người ta dùng là gì ạ? Osameru Đó Noze

tiếp theo về người, cô cư mị, người dân của quốc gia nào đó, Shimin simin là người dân của thành phố nào đó, nhưng thường thường cái từ shimin này này, người ta nói chung về người dân, khi mà nói chung về người dân hay dùng cái từ shimin này, đó, kenmin người dân của tỉnh nào đó, tomin người dân thủ đô tokyo, kumin người dân của quận nào đó đúng không? nhắc lại một cái kiến thức không biết các bạn đã biết chưa, đâu. nhật thì có bốn loại đó, to đô ken một đó là à, tokyo, đó. Đô là chỉ có một đô, còn có, có đạo đó là Hokkaido. Thì đô thì người dân của Hokkaido người ta không nói là 시민. Người dân của cả cái tỉnh Tokyo người ta không nói là uh, Kenmin người ta nói là gì ạ? À? Do min. Đô nó là đô. Còn có phu nữa. Phư là Osaka phư và Kyoto phư. Ngoài Tokyo, Osaka, eh, Kyoto và Hokkaido ra tất cả những thằng còn lại là Ken. nè Jumin. Người dân sống ở đâu đó. Nói chung. いい Tiếp theo, trang thứ hai về tết sư dư kỵ thủ tục Nào, đây chúng ta nhìn này ờ, Đây là những cái thủ tục chúng ta phải viết, phải điền đúng không ạ? Khi mà làm những cái thủ tục ở Nhật rất là quen thuộc Cục xe kỵ quốc tịch, diêu sổ, địa chỉ đúng không ạ? Khi dùng từ sổ này hay có hai chấm này, điền ở sau Đó, shime họ tên Se nên gặp bị, ngày tháng năm sinh Nên đệ, nên là tuổi Đó Tiếp theo này có những cái từ rất là quen thuộc đúng không? khiêu khiêu là điền vào viết vào SHINSEI là đăng ký INKANG là con dấu cq là yêu cầu ừ, thường là yêu cầu khoản tiền nào đó từ này hay thi nhá xác e là ảnh Hyak tô -bao. là số điện thoại của gì ạ công an cảnh sát đấy sư trị thông báo skill là trợ cấp là trợ cấp tiền khoản trợ cấp tiền này đúng không ạ kê sát sự là cảnh cảnh sát đúng không nào cô phụ cô phụ là cấp cấp giấy chứng nhận cấp bằng cấp cái gì đó thì gọi là cô phụ đấy tố đô kê đê tố đô kê đê là nộp cái giấy nào đó nộp đơn nào đó đó và cái đơn đó để hành động nộp đơn nhé còn cái đơn nào đó hay cái giấy chứng nhận nào đó được cấp khi mà người ta nộp vào ấy thì người ta dùng cái từ cái gì đấy tô đô kê ví dụ Cung in đô là gì ạ? Dạ. Cung in tô là giấy chứng nhận kết hôn Hay là gì ạ? Dạ. Tai gác tô đô là giấy giấy uộc đuổi học Giấy chứng nhận là anh này thôi học đấy, đúng không ạ? Tại sao lại viết được hai cách? Bởi vì là gì ạ? Dạ. Thường nó toàn là chữ Hán Thì tia ông này nói cho cái từ đô chữ hiragana cho thường người ta không viết Cái từ kê này ở trong các giấy tờ Vẫn đọc là tô đô kê e. Tiếp theo trên này Gai cô cư đăng ký người nước ngoài Khi mà một vài vùng khi mà chúng ta đến Nhật Bản chúng ta phải đăng ký mình là người nước ngoài ở đây Giải lưu cách uh, lưu trú đúng không? sai lưu giải các bạn nào về Việt Nam rồi quay lại đúng không? thì có cái này, có cái việc giấy cho phép mình tái nhập cảnh. Mi bưu là cái chứng minh nhân dân. Người nước ngoài thường không có chứng minh nhân dân thường có giải lưu, giải lưu card đúng Giải lưu card Uh, mình xin lỗi một chút nhé bạn nào mà cảm thấy mình nói hơi chậm các bạn phải tua 1.25 1.5 1.75 2 chấm tùy đó nhanh chậm tùy các bạn phải chỉnh nhá đó vì mình vừa mới nói vì mình vừa vừa nghĩ đã và phải nói để dành cho những bạn mà các bạn chưa học các bạn chưa biết nữa đó cho các bạn nào mà cảm thấy biết rồi mình chỉ ôn lại thôi mình phải tua nhanh ừ, để cho nó đỡ mất thời gian đúng không tôi của đăng ký này hen cô là thay đổi chi là cái thời hạn chót eh. Ưn là giấy giấy phép lái xe Cô là đổi mới Cá nhìn là xác nhận Hẹc kêu bằng bằng là cấp cứu hoặc hỏa hoạn Đó, nó có hai chức vụ luôn à, Nó có hai nhiệm vụ luôn Cho nên khi mà các bạn gọi Người ta sẽ hỏi là cấp cứu hay là hỏa hoạn các bạn phải nói Ví dụ hỏa hoạn bảo ca gì Cấp cứu là bảo kêu kêu sau này Đó 事件 là cái vụ nào đó vụ án sự việc nào đó đấy, jiko là vụ tai nạn, higai là thiệt hại, Jiko là các cái mục trong cái 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 giấy tờ nào đó, scacure là tư cách mà anh mà hay dùng về ý nghĩa là gì ạ? bằng cấp scacure nó nghĩa là hoặc là tư cách nhé hoặc là bằng cấp, Ê, cứu cứu sao, xe cứu thương, bosai là phòng chống thiên tai phòng chống tai nạn, shobosho shobosho là À, sở so. cứu hỏa Sobosa là xe cứu hỏa Kaji là hỏa hoạn Cá sai cũng là hỏa hoạn nhá Hai thể này bằng nhau Nhưng mà thường Văn nói người ta hay dùng là kaji Còn văn viết hay dùng là ca sai Và thường ca sai là cái gì để nó, nó rất là nghiêm trọng Nghiêm trọng nguy hiểm hay dùng là ca sai nhiều hơn Kinh là nguy cấp Khun lê là gì ạ? Luyện tập Khi năng là lánh nạn Hết chưa nhỉ? Ok hết rồi, tiếp theo đến trang tiếp theo nhá có bốn trang đó tiếp theo về service này dịch vụ service Điですか? nào chúng ta đi từ trái qua phải nào nhìn kêu có phụ là tiền cấp cho đó cấp cho cho ai đó đúng không kêu phụ là gì ạ kêu phụ là trợ cấp ly ly hôn tức là gì ạ kêu uh phụ nhận trợ cấp nhận trợ cấp khoản tiền nào đó đúng không nên kinh tiền lương hưu sự sang là là đẻ là sinh đúng không? mà đô chị là cái quầy nào đó quầy giao dịch ừ, đúng hơn là quầy giao dịch cho các bạn nó sẽ hiểu hồ là bảo hiểm này hồ Hozo là khoản cũng là khoản trợ cấp nói chung là ở nhật nó có rất nhiều khoản trợ cấp dịch tiếng việt nó đều là khoản trợ cấp đó và mỗi khoản nó khác nhau tùy vào trong cái trường hợp đấy cho các bạn không cần phải quá đào sâu làm gì cả hồ đấy nó, nó nó hỗ trợ nó tascare được nó được và nó uh, nó bù đắp cho đấy các bạn có nhớ những cái cách đọc âm cưng của hai từ này sẽ Hán này không? Cái cô cái hôn này, homo đến thăm gì đó. cô người cao tuổi, cô là việc nuôi con chăm sóc con. sinh tai show gai sợ là người có người, tàn tật, ừ, người tàn tật người có vấn đề trên cơ thể. Ngoài tàn tật ra thì có thể là người bị câm điếc các thứ cũng gọi là sinh tai sô gai sợ. cái này không dịch là sở bảo hiểm nó <laughs> hộ kênh show này này nó không phải là hồ kênh này đâu hộ kênh này cả kênh trong kênh cô sức khỏe ken kênh show là cái trung tâm y tế đó trung tâm y tế và chỗ này nhiều khi chúng ta có thể đến để, để chữa bệnh tùy vào từng cái khu từng từng vùng hồ kênh là bảo vệ sức khỏe hộ kênh show là sở y tế đấy đó số cái chữ số ở trang một chúng ta học ấy hộ kênh show là bộ y tế nè không phải show này đâu nhá, show kéo dài cơ, và có hồ kê là cái phòng y tế trong những cái trường học nào đó cũng dùng từ hồ kê này bảo vệ sức khỏe mà fukushi là phúc lợi này yobo là tiêm phòng kenko shindan là khám sức khỏe cai gộ là, điều dưỡng shien là hỗ trợ furikomi là chuyển khoản tht một khoản phí hỗ trợ bạn nào đi làm thì rất là quen với từ tht này đúng không ạ TAT thì nó là những cái khoản phí hỗ trợ ví dụ TAT về về sinh nở này hay là TAT về răng điều làm thêm này hay là về uh, tiền tiền gì ạ? Tiền đi lại, nó cũng là một khoản TAT những khoản phí hỗ trợ ngoài lương. Support là về hỗ trợ nó support đúng không? ạ uh, Tiếp theo lên trên này đi, sau này nó là thành một đoạn khác rồi. Để đây ăn lại uh, giới thiệu thuyết minh cái gì đó đúng không? Ikuji là nuôi con Tanto là người quản lý Là người chịu trách nhiệm cái việc gì đó đúng không Kakari cũng vậy Cũng là người chịu uh, trách nhiệm, người quản lý Nhưng mà cái Tanto này ví dụ trong công ty đúng không ạ Cái dự án này Người này quản lý Hay trong những cái tờ giấy, giấy tờ đúng không ạ Cái việc này, vấn đề này Tanto hai chấm, nghĩa sẵn Tanto hai chấm, Yamamoto sẵn Đó, thì là Tanto Còn cái Kakari này ví dụ chúng ta đi tàu Đúng không thì ở đây có kakari in cái nhân viên quản lý, nhân viên chịu trách nhiệm ở chỗ đấy. Thì có việc gì chúng ta phải nói chuyện với những người đấy chẳng hạn. Hay trong lớp thì có những uh, người quản lý đúng không? trồ các, các, các kiểu. Lớp học hay nhóm gì đấy thì là người ta dùng cái các đi này. Đó, tuy nó gần nghĩa nhưng không phải là trường hợp nào cũng có thể thay nhau được nhá. Oen, oen ví dụ khán giả oen thì gọi là để cổ vũ. Hoặc ngoài ra người oen người tức là giúp đỡ nhau đấy. Đó. Moscomi eh, là việc đăng ký. Toya ba là việc hỏi thắc mắc đến những cái công ty đến những cái những cơ quan nào đấy đúng không? Hay là những cái tổ chức hành chính nào đó. Guide là người hướng dẫn viên du lịch hoặc guide sư đự đồng nghĩa với cả an này sư cái này giao cho PT rồi nhá. Shiyo là gì ạ? Tài liệu. Xô đăng là nói chuyện, xin lời khuyên. không? Taisho là đối tượng. Moscow là động từ đăng ký đúng không? Của thằng này động từ của thằng này Ê, tên bự tên tự là đính kèm mail đính kèm file cái gì đó thư đính kèm gì đó đúng không idio là nói chung là y tế tiếp theo là cô hộ cô hô là bộ phận đối ngoại của công ty nhưng mà cái bộ phận này thì nó là cái bộ phận rất là đặc biệt ở trong công ty nhật mà những công ty mỹ hay là những công ty việt nam họ không có nhiều bạn tưởng nhầm cái đối ngoại này là chính là cái marketing phải marketing là marketing bán hàng cái cô Hô này nó là cái bộ phận đối ngoại tức là nó sẽ đối tượng của nó hoạt động sẽ là báo chí là truyền thông tức là ví dụ công ty tôi sắp ra mắt những cái mẫu xe mới những cái sản phẩm mới thì liên hệ với báo chí để 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 đăng những cái thông tin đấy hay là báo chí hỏi là cái công ty anh có giám đốc mới là có cái gì mới không thì liên lạc qua liên lạc qua bộ phận cô Hô này đó đó là cái 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 phòng đối ngoại của trong công ty lớn của nhật muskomisso đơn đăng ký, giấy đăng ký, ô bộ là ứng tuyển, Bố siêu là 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 đăng tuyển, test là nộp cái gì đó, shimeki nó có hai cái viết nhé, bỏ hết hiragana đi cũng được là gì ạ, là deadline là hạn chót đúng không? Torikesu, sự xóa đi bỏ đi, hô hộ phương pháp, hideo cần thiết yakusoku cự là à, lời hứa hay là cái hẹn nào đó đúng không? Uketsuke là cái lễ tân quầy lễ tân kêu ý là giáo dục này yêu là gửi qua đường bưu điện số giấy tờ xét mê là giải thích Jose Jose này cũng là hỗ trợ thường nó là Jose King cũng là nói về tiền đó cái Jose King này hojokin King này nó là những từ gần nghĩa nhau đó đây có sen chắc cửa là gì ạ thường trước nó sẽ có số người ví dụ hẹp cơ nhịn cơ sen cửa tức là 100 người đăng ký trước thì sẽ được cái gì đó ví dụ chúng tôi sẽ uh, phát miễn phí cái sản phẩm này cho 100 người đăng ký trước thì gọi là gì ạ à? thì thì cái số người người ta ghi là hẹp sen chắc cự đến này cự đúng không cự là đến trước mà đó còn hít chắc cự hít chắc là Canada dự ví dụ hạn chót đúng không cái shime của chúng ta hạn chót là mùng 10 tháng 1 chẳng hạn nhưng mà chúng ta gửi được bưu điện đúng không mùng 10 tháng 1 Rõ ràng tôi gửi mùng 9 mà. Nhưng mà 11 tháng 1 nó mới đến cái nơi cần đến. Thì vấn đề này vậy là có có nằm trong thì vậy vậy thì có ok không? Hay là bị 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 muộn? Nó phụ thuộc vào cái yêu cầu có ghi là hit chắc cự hay không. Nếu mà ghi là hit chắc cự thì không biết anh gửi được nào. Kể cả anh gửi có trước mùng 10 tháng 1 nhưng mà sau mùng 10 tháng 1 nó mới đến thì anh vẫn không được phép nhận hồ sơ. Chúng tôi không nhận hồ sơ của anh. Đó. hit chắc cự là phải đến trước bao nhiêu đấy? Trước cái hit chắc cự này nó sẽ là cái khoảng thời gian tiếp này cuối cùng trang cuối cùng là event tội event những cái sự kiện đúng không nào và nói luôn event ý tội nó có một từ đồng nghĩa từ này hay thi vào nửa hai nửa một hơi khó một chút mồi vô sĩ nhé hai thầy bằng nhau cô điệu là giao lưu này show sai là cụ thể này cô ra là những khóa học này kensiu là việc huấn luyện oshirase sẽ là thông báo liu là 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 sử dụng, cai sai là à, mở sự kiện nào đó đúng không? Cô siêu cô siêu thường là một khóa học ngắn hạn để uh, huấn luyện cái gì đó, để dạy cái gì đó. Cô siêu bưng ca là văn hóa này, eh, nichiji là ngày giờ, hãy cho tôi biết ngày giờ diễn ra cái sự kiện diễn ra cái lễ hội này chẳng hạn, đó cai kaijo cái hội trường cái cái nơi diễn ra đúng không chi cái cơ sở nào đó yếu dự định càng khoảng thời gian gyoji gyoji là cái những cái sự kiện những cái lễ hội nói chung sự kiện lễ hội tất cả tần tật này nói chung là gyoji sen tạ cái trung tâm nào đó hoặc là có nghĩa là ở giữa nữa đúng không tên là số người được quy định chỉ cho đến từng ngày thôi tên này Siêu sai là gì ạ? Người chủ tạo ra, mở ra cái lễ hội đó Cái sự kiện đó Siêu sai 2 chấm Công ty của phần gì đó Siêu sai 2 chấm Thành phố nào đó đúng không? Yêu mất phí Mưu là free Đúng không? Thằng này có thể cách đọc nữa là gì ạ? Ta đã Ta đã, ta đã Đấy, Ta đã là free Miễn phí Sang ca là tham gia này Khi là chi phí này Nitte là lịch dự kiến diễn ra này Cuối cùng này nhạc cự sư là dịch trong nhạc này là có hai thằng đấy không nhạc là biên dịch dịch giấy dịch giấy tờ dịch sách sư là thông dịch hay là phiên dịch dịch bằng mồm bằng miệng ides ne sổ nếu mà các bạn có thấy cái dạng dạy này cái cái dạng ôn tập kiểu từ vựng này nó hay Và muốn học thêm nhiều chủ đề nữa thì hãy comment và like nhé Nếu mà comment like nhiều thì bọn mình sẽ có nhiều video như này nữa Hãy đi vào kiểu ạ à. Arigato gozaimashita